Kính thưa quý vị và các đồng chí, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cùng với lực lượng công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động tổ chức phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ đại hội. Chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc kỳ này xin gửi đến quý vị và các đồng chí phóng sự. Tăng cường tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phần cuối chuyên mục là ống kính cảnh sát, cảnh giác tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm. Trước hết mời quý vị và các đồng chí theo dõi một số hoạt động nổi bật của Công an tỉnh trong thời gian qua. Đang vận chuyển ma túy từ tỉnh Sơn La về tỉnh Vĩnh Phúc để bán, đối tượng Phùng Văn Tân, sinh năm 1970, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, đã bị công an thành phố Vĩnh Yên bắt giữ. 23 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2020, tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29F1-11673 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện, tại vị trí hốc tự chế phía dưới giá để đồ của xe có một bánh ma túy có tổng trọng lượng 0,351 kg và 192 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Phùng Văn Tân khai nhận bản thân là đối tượng nghiện. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Phùng Văn Tân đến một số tỉnh biên giới để mua ma túy mang về Vĩnh Phúc, vừa sử dụng vừa bán cho đối tượng nghiện. Phùng Văn Tân đã có tiền án về tội mua bán trái phép ma túy với 27 tháng tù giam. Công an huyện Tam Dương vừa phát hiện bắt quả tang hai sới bạc với 10 đối tượng đánh bạc ăn tiền tại nhà ông Tạ Văn Phú, sinh năm 1966, trú ở xã Kim Long, huyện Tam Dương. Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm và hình thức đánh ba cây, tăng vật thu giữ hai sới bạc trên 23 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận đến gia đình ông Tạ Văn Phú ăn cỗ, mừng nhà mới, sau đó tổ chức đánh bạc tại đây. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa bắt một vụ vận chuyển hơn 1 tấn sản phẩm động vật không có giấy tờ chứng minh kiểm dịch. Hồi 2 giờ 40 phút ngày 9 tháng 1 năm 2021, tại đường quốc lộ 2A thuộc địa phận xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 88C-15369 do Lê Văn Công sinh năm 1986 ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương vận chuyển 1.050 kg sản phẩm động vật là phụ phẩm, nội tạng bò đựng trong thùng nhựa. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh kiểm dịch sản phẩm động vật theo quy định. Lê Văn Công khai nhận mua số sản phẩm động vật trên từ Hà Nội, sau đó vận chuyển về Vĩnh Phúc để tiêu thụ. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát với quyết tâm phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. Từ ngày triển khai đợt cao điểm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã xử lý 3.780 trường hợp vi phạm, trong đó tạm giữ 607 phương tiện, tước giấy phép lái xe 218 trường hợp. Đó phần lớn đều là những trường hợp có hành vi vi phạm nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ, không đúng quy định, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ. Việc tăng cường công tác tuần tra và xử lý vi phạm nhằm nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành luật lệ an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán, khi mà lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đáng kể. Chúng tôi là tổ chức nắm tình hình và thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác, đó là lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát ma túy, lực lượng cảnh sát kinh tế cũng như là các lực lượng khác như quản lý thị trường, rồi công an các địa phương, cũng như là các lực lượng quần chúng nhân dân ở các cái địa bàn để cùng phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn cũng như là trên các tuyến giao thông. Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động liên quan Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai nghiêm túc. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động khảo sát các tuyến đường có lịch trình di chuyển và diễn ra các hoạt động bên lề của các đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đi qua để kịp thời chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ đại hội. Địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là một cái địa bàn rất trọng điểm. Đây là một địa bàn giáp danh với thủ đô Hà Nội và có nhiều cái tuyến đường thông với thủ đô Hà Nội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Cục Cảnh sát giao thông về phương án đảm bảo phân luồng từ xa phục vụ đại hội đảng. Lực lượng cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác tuần tra trên các cái tuyến đường, đặc biệt là trước và trong sau đại hội. Cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và đường thủy, phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021. Qua đây, chúng tôi cũng khuyến cáo quần chúng nhân dân nêu cao ý thức tự giác chấp hành luật lệ an toàn giao thông vì sự an toàn của bản thân và những người xung quanh, vì một mùa xuân yên bình cho mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các đồng chí, dù những lời cảnh báo về tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm liên tục được chia sẻ, nhưng vẫn còn nhiều chị em phụ nữ mất cảnh giác khi ra đường. Chính sự mất cảnh giác này đã tạo điều kiện cho đối tượng cướp giật gây án. Điển hình là vụ việc xảy ra ngày 30 tháng 12 năm 2020 tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường. Chị Lê Trà Giang điều khiển xe máy đi trên đoạn đường liên thôn ra chợ Đại Đồng. Chiếc điện thoại iPhone 7 được chị đúc ở túi quần đằng sau nhưng không kín. Lợi dụng sơ hở này của chị Giang, một đối tượng áp sát cướp điện thoại làm chị Giang loạng choạng suýt ngã. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Vĩnh Tường đã tập trung toàn lực lượng, nòng cốt là đội cảnh sát hình sự, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra. Trong 3 ngày, lực lượng điều tra và công an 14 xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã tập trung 100% quân số, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết nóng. Kết quả làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật là Hoàng Long Nhật, sinh năm 2003, tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường. Hôm đấy tôi có đi lên tổ tang để xin việc, nhưng mà do không xin được việc nên là tôi đi vào nhà. Trên đường về nhà thì tôi có gặp chị đấy đang đi trên một chiếc xe máy Honda màu đỏ. Tôi thấy điện thoại ở trên người chị đấy để sau túi quần bên trái, nên tôi có ý định cướp và đi theo chị đấy. Sau khi cướp được chiếc điện thoại thì tôi quay trở về nhà. Buổi trưa hôm đấy tôi có ý định đi bán chiếc điện thoại, nhưng mà do không tìm được nên là tôi mang chiếc điện thoại đấy về nhà và sử dụng giờ. Quá trình điều tra cái vụ án này thì chúng tôi cũng áp dụng nhiều cái biện pháp điều tra, thì trong đó là có rà soát toàn bộ cái hệ thống camera trên các trục đường lân cận đối tượng hướng đi và đến. Mà tuy nhiên tại cái thời điểm này nó cũng bị mất điện luân phiên một số xã nên công tác này cũng gặp một số khó khăn. Bên cạnh với biện pháp là rà soát camera, chúng tôi đang tiến hành sàng lọc toàn bộ các đối tượng nghi vấn kèm theo cái phương tiện đối tượng sử dụng tại cái thời điểm gây án để sàng lọc rà soát kỹ đối tượng. Quá trình rà soát thì đến ngày 5 tháng 1 năm 2021 chúng tôi đã làm rõ được cái đối tượng gây ra cái vụ cướp giật tài sản nêu trên. Từ những vụ án cướp tài sản đã được điều tra làm rõ, cơ quan công an cảnh báo các đối tượng cướp giật thường nhằm vào phụ nữ có đeo trang sức trên người hoặc treo túi xách trên xe, đeo trên vai. Hành vi của các đối tượng cướp giật rất manh động, bất kể ngày hay đêm và bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Qua nội dung cái vụ cướp giật tài sản vừa rồi cũng như là các vụ án cướp giật tài sản xảy ra và cơ quan điều tra đã làm rõ trong thời gian gần đây, thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là thứ nhất là khi mình tham gia giao thông ở trên các tuyến đường thì là mình không nên để các tài sản để sơ hở để tạo cái điều kiện đối tượng nảy sinh cái ý đồ phạm tội. Và thứ hai nữa là ngay sau khi xảy ra các vụ án cướp giật tài sản thì cần phải kịp thời trình báo ngay với lực lượng công an để lực lượng công an áp dụng các biện pháp điều tra truy xét đối tượng theo dấu vết nóng để làm rõ đối tượng trong thời gian sớm nhất. Và cũng khuyến cáo là các người dân, đặc biệt là các chị em phụ nữ ra đường, những cái tài sản như là trang sức có giá trị thì cũng nên là không nên đeo để hở ra bên ngoài, như là điện thoại di động như cái vụ án vừa rồi. Bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng công an thì chính nạn nhân, nhất là chị em phụ nữ, cần hết sức cảnh giác với tội phạm cướp giật, hạn chế đeo, khoác túi xách và các đồ trang sức khi đi xe máy. Nếu không may bị cướp giật, không nên cố sức giằng co hoặc phóng xe đuổi theo, mà nên bình tĩnh quan sát đặc điểm và hướng đi của đối tượng, rồi sau đó báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời giải quyết. Những cảnh báo về tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm đã kết thúc chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc kỳ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc kỳ sau.